Ngày 18 tháng 6, chân phước Gregorio Barbarigo, sinh năm 1625. Ngài được nuôi dưỡng và giáo dục tại thành Veni bên nước Ý, quê hương của ngài. Đang lúc còn ở tuổi 20, nhân một sự kiện quan trọng, Gregorio Barbarigo đã được các viên chức chính quyền thành phố Veni chọn làm đại biểu thay mặt họ ở Munster, nước Đức. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1648, các nhà lãnh đạo đã họp lại để ký bản Hiệp ước Westphalia. Hiệp ước này sẽ kết thúc cuộc chiến 30 năm. Cuộc chiến này nổ ra ở Đức vào năm 1618. Nó bao gồm những đội quân láng giềng Pháp và Thụy Điển và được gây nên bởi sự hiểu lầm căn bản giữa Công giáo và Thệ phản. Tại Munster, chân phước Gregorio Barbarigo gặp vị đại diện của Đức Thánh Cha. Vị này về sau trở thành Đức Thánh Cha Alexander VII vào năm 1655. Ngài nhận thấy những phẩm chất đạo đức tốt lành của cha Gregorio. Ngài đặt cha làm giám mục và bổ nhiệm Gregorio đến giáo phận Bergamo, nước Ý. Năm 1660, Đức Thánh Cha lại gọi Gregorio Barbarigo về Roma. Lần này, Ngài đặt chân phước Gregorio Barbarigo làm hồng y và chỉ định Ngài đến Padua. Chân phước Gregorio Barbarigo sống phần đời còn lại của Ngài trong thành phố ấy, thành phố được nổi danh nhờ Thánh Anton. Người ta thường hay nói rằng hồng y Barbarigo trông giống như Đức Hồng Y Borromeo thứ hai vậy. Chúng ta mừng lễ kính thánh Carolo Borromeo ngày 4 tháng 11. Hồng Y Gregorio Barbarigo đã sống một cuộc đời hy sinh và giản dị. Ngài chi một số tiền lớn cho những nhu cầu bác ái từ thiện. Ngài luôn mở rộng cửa nhà để sẵn sàng đón tiếp những người lâm cảnh túng thiếu. Ngài mở một trường đại học danh tiếng và một chủng viện để đào luyện các chúng sinh thành linh mục. Ngài ban tặng chủng viện một phòng thư viện hạng nhất gồm nhiều loại sách quý của các giáo phụ thời giáo hội sơ khai và các sách thánh kinh. Thậm chí Gregorio Barbarigo còn trang bị cho chủng viện một máy in. Chân phước Gregorio Barbarigo qua đời ngày 15 tháng 6 năm 1697, thọ 72 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Clemente XIII tôn phong chân phước năm 1761. Khi cầu nguyện, thật là ý tưởng hay nếu như chúng ta nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn biết nhận ra kế hoạch của Người trong đời sống mình. Khi gặp khó khăn hay chán nản, chúng ta nên dùng ít phút suy nghĩ về cách thức chân phước Gregorio Barbarigo đã dùng thời giờ của Ngài. Gregorio Barbarigo là một người đáng yêu và giàu lòng quảng đại. Ngài đã đem nhiều người tới gần Thiên Chúa hơn bằng gương sáng của Ngài.